các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hoặc làm với tâm ô nhiễm, sự khổ sẽ theo nghiệp kéo đến như bánh xe lăn theo chân con vật kéo. Bằng như ta nói hoặc làm với tâm thanh tịnh, sự an vui niềm lạc quan yêu đời hạnh phúc sẽ mãi ở bên ta như bóng theo hình. Nó lăng mạ đánh đập phá hoại cướp đoạt của tôi tài sản lẫn thân tình, ai còn có bắp riêng mình tâm niệm ấy thì hoảng hận ngàn hận thù thế gian không trừ được hận thù, đến luật ngàn thu sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Hương xa hết đưa tâm về nguồn cội, nhiếp hạnh từ bi quán thù mới mong giải kết. Thành trì chống ma bằng gươm trí, không tham đắm sân si. Thân này chẳng bao lâu sẽ nằm dài trên đất, như khúc cây vô dụng bị vứt bỏ bên đường. Mỗi sức thương hiện diện trong trời đất vẫn đang trên đường quy diệt. Ngồi phi sức tranh luận mất lý chúa thương, thành đồ hoài không xin hại chớ xem thường. Hát quái lạc dễ bị dương tình trường khổ luy, sống ích kỷ mây mờ quên mất lối ra. Như cành mềm trước bão tố phong ba, nắng tắt mưa sa thân bậc thánh hiền. Người hàng tu thiền định thường tinh tấn kiên trì, niết bàn bậc tri hưởng an tịnh vô thượng tâm. Người tạo ác ác phải đọa vào ác thú, khổ trăm lần kiếp cũ vừa trải qua. Thêm nên cho người quán hỷ vui ca, không những hưởng an lạc thái hòa, còn được phước báo sinh quá nhiều coi ngang. Thân phàm phu kiên trì theo chân pháp, không tu tập lớn dần rung động khắp chư thiên. Sao trong cảnh giới thần tiên, một phen dứt sạch não phiền thế gian. Đâu người đời đời phước báo lòng vàng che thân. Như hà sư lưu giang nhi bất phàm,
rồi không trở lại. Trẻ trung phải già yếu, mạnh khỏe sẽ tự do, biết thế gian lưu vòng, đưa tâm về chân không. Tình mộng thấy vô thường, sắc không không sắc là đạo, niết bàn giải thoát thương nhau, thương đạo thương đời, giúp nhau an lạc bằng lời thiên lương. Mây tan trăng rơi chung đường, Phật tâm hiển hiện mời phương. Thưa quý vị, đó là